Nói chung là để nuôi thành công tụi Bullfrog lên kích thước khủng bố như con mập là không có khó, nhưng mà chặng đường để lên tới mức có thể nấu cháo như mập, ủ lộn lên tới cái vẻ ngoài xinh đẹp và bự như mập thì cô tốn rất là nhiều thời gian. Và không phải tất cả con Bullfrog đều có ngoại hình như nhau lúc lớn, mà đẹp hay không đẹp thì tùy cảm nhận của mọi người. Có những người sẽ thấy con mập đẹp trai, có những người sẽ thấy nó không đẹp bằng mấy con ếch bò trưởng thành khác. Trong đấy có mình, quên, trong đó có mình. Nhưng mà cái việc lớn trong ra sao là hên xui. Chúng ta sẽ không có công thức cố định về dinh dưỡng. Mình cho mập ăn khá nhiều loại thức ăn khác nhau xuyên suốt 2 năm mình nuôi nó, từ côn trùng như dáng Dubia Redrunner. Những cái này thì thường bây giờ không có đủ với nó rồi. Cho nên việc ăn chuột thì mình chọn chuột đông lạnh, vì con mập nó săn chuột không hề giỏi, mà nó săn thất bại là nó sẽ không ăn. Tuy vậy là mình nhấn mạnh với các bạn là chuột không phải là thành phần dinh dưỡng chính của tụi Bullfrog, mà nó còn ăn các loại khác nữa. Ở Việt Nam thì chúng ta không có điều kiện để kiếm mấy loại thức ăn đó, nên mình sẽ xoay vòng chủ yếu là côn trùng và chuột thôi. Có nhiều câu hỏi đặt ra về việc cho ăn cá, mình thì khá không thích cho việc Bullfrog ăn cá, dù đây không phải là một thực phẩm tồi, nhưng mà mình chỉ nhấn mạnh rằng tuyệt đối đừng cho Bullfrog ăn cá chép nha các bạn. Con đấy nó không tốt cho sức khỏe của ếch đâu à nha. Và cuối cùng là nhớ cho ăn điều độ và đừng ăn quá nhiều. Những con Bullfrog lớn nó không còn ăn nhiều dinh dưỡng lắm đâu nè.